bạn cảm thấy ô chả có cái gì thay đổi cả. Cuộc đời mình vẫn thế, đúng rồi, cuộc đời bạn vẫn thế. Nhưng trong lúc bạn vẫn thế thì thằng khác nó đang tốt lên. Và dân số càng ngày giàu lên. Còn mình thì ngồi im. Có buồn không cả nhà? Buồn lắm. Đi họp lớp với bạn, bạn toàn ô tô xịn. Mình đi xe máy, hơi buồn. Buồn không cả lớp? Buồn. Thế thì đừng khoảng ngồi im một ngày không an toàn đâu. Đấy là cái rủi ro lớn nhất khi bạn không làm gì. Bạn phải chấp nhận rủi ro trong ngày hôm nay để ngày mai bạn dễ dàng. Đi học lớp với bạn, cưỡi Mercedes, bước ra khỏi cửa cái, đúng không ạ, vừa hạ chân xuống xe mặt. Hiểu là gì không cả nhà? Sang chảnh luôn, đúng không? Mặt phải ngửa lên trời. Nó phải vậy chứ này. Ai đi ra đường cái thế này, cắm mặt xuống đất.